Xin chào bạn và chúng ta lại gặp lại nhau. Và ngày hôm qua thì Thắng mới làm một cái video về cái nút giao 319 đã chính thức thông với cả cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, và đó là một cái tin rất là vui cho Nhân Trạch và đặc biệt là cái khu phía Bắc, khu cổng phía Bắc khi mà đã được kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì còn khu phía Nam thì sao? Tiến độ kết nối của khu phía Nam như thế nào và khu dưới đó kết nối ở những đoạn nào, thì cái video này Thắng sẽ dành cho bạn, bởi vì ngày hôm qua Thắng cũng đã trực tiếp tới cái điểm đó để Thắng khảo sát xem mọi thứ xung quanh nó như thế nào. Và bây giờ thì Thắng mời các bạn cùng Thắng đi đến cái khu phía Nam, cổng kết nối của khu phía Nam nhé. Trước mặt các bạn đó là đường cao tốc Bến Lức. Đó. Đó, phía bên trái là cái phía mà đi từ các tỉnh miền Tây tới này. Hiện tại này, đó. Thì cái điểm này sẽ là điểm giao, cái nút giao giữa cao tốc Bến Lức với cái đường 319 á. Đó, đi thẳng về phía đó là đi về phía 319, đi về phía Nhân Trạch. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ gặp tái định cư Long Thọ. Còn đi về phía đó, đây, phía này, phía tay phải này là chúng ta sẽ đi về hướng quốc lộ 51. Đúng không? Đi về sân bay và đi về Bà Rịa Vũng Tàu cũng được. Còn phía sau đây, đó, thì sẽ là sau này sẽ là một cái cầu sẽ đi thẳng qua bên Bà Rịa Vũng Tàu và Vũng Tàu. Các bạn nhìn xung quanh này. Rồi chúng ta cùng flycam đây, chúng ta cùng nhìn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bay lên cao để chúng ta nhìn cho rõ cái nút giao này. Nút giao giữa cao tốc Bến Lức với đường 319. Phía trước mặt các bạn ấy là chúng ta đang nhìn về phía Bà Rịa Vũng Tàu đó. Và đi thẳng cái tuyến đường mà họ đang làm như vậy này. Đó là cái tuyến này, đường này sẽ nối ra cảng Phước An. Và khu này cũng sẽ có một cái cầu để giúp Nhân Trạch kết nối trực tiếp với Bà Rịa Vũng Tàu. Và cái cầu này cũng có cái giá trị rất là lớn, bởi vì nó sẽ đem lại cái lợi ích kinh tế giữa Bà Rịa Vũng Tàu và phía Nhân Trạch, và cũng một phần giảm tải do cho cái sự ùn tắc của đường quốc lộ 51. Và chúng ta đang quay camera về phía hướng đi về các tỉnh miền Tây. Đó, bạn thấy chưa? Rồi, đi về miền Tây hoặc là đi về phía Cần Giờ thì chúng ta sẽ đi về hướng này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay flycam về phía quốc lộ 51, đó, đi thẳng ở tuyến này chúng ta về quốc lộ 51, về sân bay và về phía Vũng Tàu. Rồi, còn cái phía bên đây đó, cái đường phía dưới đó, đó chính là tuyến đường 319 nha. Chạy thẳng tuyến đường này sẽ băng giao với cả đường Hùng Vương và đi thẳng vào khu công nghiệp và sẽ chạy thẳng về phía cái nút giao 319 đó, cái nút giao mà ngày hôm qua được thông đó, và đấu nối trực tiếp vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là cái tuyến đường mà sẽ kết nối trực tiếp hai cái cao tốc với nhau, được không ạ? Đó, thì cái tuyến đường này hầu như là gần như là nó song song với đường quốc lộ 51 đấy. Và khi mà hoàn thành được cái tuyến này ấy, thì nó là một cái mà nó giảm cho quốc lộ 51 rất là nhiều, và nó tạo ra cái giá trị mà đi lại cho người dân hay đi lại cho các doanh nghiệp rất là tốt để kích thích phát triển kinh tế vùng. Và hiện tại thì cao tốc Bến Lức đang bị ngừng lại do cái vấn đề về vốn, nên là bao lâu nay nó vẫn cứ nằm im như vậy. Và Thắng hy vọng rằng là đến một cái thời điểm nào đó cao tốc Bến Lức này sẽ giải quyết xong cái vấn đề đó và tiếp tục đưa vào thi công. Và bây giờ thì Thắng lại mời bạn chúng ta cùng nhau quay trở lại với màn hình máy tính để Thắng sẽ xem cái phần cùng các bạn sẽ xem cái phần quy hoạch của cái phần cổng cái cổng phía Nam đi vào Nhân Trạch như thế nào. Ok nhé các bạn nhé. Rồi đây, đây là cái nút giao này. Cái nút giao phía Nam này, nó kết nối với cả cao tốc Bến Lức này. Đó. Và phía bên đây sẽ là phía Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và huyện Long Thành ở phía bên đây. Còn phía này là cái phía gọi là rừng ngập mặn đó các bạn. Rồi, cái cổng phía Nam là cái nút giao này giữa cái đường này, đây ở đây ghi là đường Trường Chinh này các bạn này. Đường Trường Chinh này và cao tốc Bến Lức Long Thành. Thì cái đường Trường Chinh này, cái khúc này này tên là đường Trường Chinh. Nhưng nguyên một cái tuyến nối dài ấy, thì nó là đường 319. Nó giống như là cái đoạn 319 mà chỗ em đang ở này này, cái đoạn nút giao 319 đó, thì cái đoạn mà ngày em qua thông đó, thì cái đoạn đó có tên là đường Trần Phú, thì ở đây có tên là đường Trường Chinh. Và cái đường Trường Chinh này thì nó sẽ nối, nó chạy, nó giao với cái đường Hùng Vương.
Đường Hùng Vương đấy nhá. Đường Hùng Vương là một tuyến đường liên xã của Nhân Trạch luôn. Liên huyện chứ, đúng rồi, liên huyện nó chạy theo từ Hiệp Phước, Long Thọ về Phước An rồi nó chạy vào khu công nghiệp này. Đó, cái tuyến đường 319 nó chạy thông vào khu công nghiệp này các bạn này. Rồi nó sẽ chạy qua bên phía bắc, cổng phía bắc của Nhân Trạch. Đây, đây là cái phòng mà đường Bến Cam này, và đây chính là cái nút giao ngày hôm qua thông xe, nút giao 319, và đây là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, và cái phía này là phía bắc, hơi ghé về đông một tí. Đó, thì cái đường 319 này này, nó là một cái tuyến đường rất quan trọng bởi vì nó sẽ kết nối hai cái cao tốc lại với nhau, từ cái cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh tới qua tới cao tốc Bến Lức. Đó. Và ngoài ra nữa thì nó còn kéo thẳng xuống dưới cảng Phước An. Đó, cảng Phước An đang được thi công nhá. Và ngoài ra thì nó có một cái cầu để đi qua bên Bà Rịa Vũng Tàu, đó giúp liên kết giữa Nhân Trạch và Bà Rịa Vũng Tàu. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy thì chúng ta cũng biết được cái tuyến đường này nó quan trọng, bởi vì ở giữa khu công nghiệp như vậy thì giúp cho cái việc mà vận chuyển và thông thương hàng hóa giữa hai cái tỉnh Đồng Nai này và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này, đặc biệt là Nhân Trạch với Bà Rịa Vũng Tàu thì sẽ rất là thuận tiện. Và đặc biệt là doanh nghiệp rất thích cái điều đó nha. Bởi vì sao? Ở dưới đây nó có một cái cụm cảng cái mép của Bà Rịa Vũng Tàu nữa, và cảng Phước An này sau khi được hình thành ấy, thì nó cũng có cái giá trị rất lớn đối với Nhân Trạch. Bởi vì hiện tại Nhân Trạch đang phát triển cũng rất là nhiều khu công nghiệp rồi các bạn. Rồi, về cái nút giao 319 này ấy, đây cao tốc Bến Lức này ấy, thì khi các bạn nhìn rõ vào quy hoạch ấy, thì chúng ta có thể thấy là ở đây sẽ là cái khu mà khu hậu cần dịch vụ cảng, khu tân cảng đấy, gọi là tân cảng của Nhân Trạch này. Đó, các bạn thấy không? Thì đây sẽ có một cái cụm khu dân cư, cái cụm này là cụm đang chuẩn bị quy hoạch, đúng không ạ? Và chạy thẳng theo cái tuyến đường 319 này, đường Trường Chinh này đi xuống dưới đây ấy, thì khu này sẽ có một cái khu gọi là tái định cư Long Thọ. Thì có thể là những cái video sau thì Thắng sẽ review cho các bạn những cái dự án mà nó gần cái khu vực này để các bạn có thể nắm rõ hơn nha. Và các bạn nhớ đăng ký kênh để làm sao mà nhận được những cái video tiếp theo của Thắng, được không ạ? Đó, thì đối với cái khu vực bên đây ấy, thì đó cũng là một cái cánh cửa rất là tốt cho Nhân Trạch, bởi vì nó sẽ giúp Nhân Trạch thông thẳng tới các tỉnh miền Tây và Cần Giờ, hoặc là chúng ta có thể từ đây, từ những cái xã phía nam của Nhân Trạch này như là Phước An hay Long Thọ thì hoàn toàn có thể là đi ra quốc lộ 51 theo cái tuyến đường này và có thể đi ngược về phía sân bay ở huyện Long Thành theo cái tuyến đường này được nhá. Đó, và nếu mà cái cao tốc Bến Lức này này, nếu đúng là cái quy hoạch của nó sẽ đấu ra cái nối, ai mà xem những cái video của Thắng ấy thì sẽ nối ra cái đường quốc lộ 51 ngay cái điểm mà của khu khu đô thị công nghiệp phía nam sân bay, bao gồm ba xã là Phước Bình, Tân Hiệp và Bầu Cạn đó. Thì ba cái xã đó thì sau này muốn đi thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì hoàn toàn có thể đi vào cái tuyến cao tốc Bến Lức này để đi theo cái tuyến này và chạy về phía thành phố Hồ Chí Minh. Đó, chạy về phía Vành Đai Ba này, ở đây có Vành Đai Ba này. Này, chạy vào Vành Đai Ba rồi chạy lên thành phố Hồ Chí Minh. Đó, đường Vành Đai Ba nó cũng nối nối hai cao tốc với nhau. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi. Ok, còn như bản đồ quy hoạch thì các bạn cũng thấy rồi, đây là những cụm khu dân cư này. Thì nhiều bạn cũng đã biết rồi, đây là những cụm khu dân cư của HUD và Hà Nội. Đó, thì nơi đây nó cũng thứ nhất là cũng có nhiều tai tiếng, nhưng mà về cái giá đất bất động sản ở đây nó vẫn tăng nha. Thắng ghi nhận nha, nhìn vậy thôi nhưng mà tăng cũng rất là tốt nha. Bây giờ thì Thắng sẽ dùng xe máy, Thắng sẽ chạy một đoạn cái tuyến đường 319 này, chạy ra đến giao đường Hùng Vương để các bạn thử nhìn thực tế xem cái đoạn này nó như thế nào nhé.